Những cặp chị em chúng mình có nhau của showbiz Việt. Khán giả chờ ê chê khi nghe tới bộ đôi Lệ Quyên, Emily. Hương Giang được đà sáp sáp vào Lan Khuê, fan thích thú đẩy thuyền. Rồi Hương Giang Lan Khuê chúng mình có nhau, rồi nói đi Khuê. Hà Hồ, Thanh Hằng vừa đẹp vừa sang, đi sâu lấn lướt đàn em. Minh Triệu, Kỳ Duyên đi đâu cũng có nhau, chưa công khai nhưng ai cũng biết. Minh Triệu, Kỳ Duyên, chúng mình có nhau. Thân thiết trên show và thường xuyên xuất hiện cùng nhau, những cặp chị em chúng mình có nhau vốn rất được khán giả yêu thích. Tuy nhiên, cũng có một vài trường hợp đặc biệt, ví như bộ đôi Lệ Quyên, Emily trong show Chị Đẹp lên sóng thời gian gần đây. Chẳng là Lệ Quyên đi thi hát, cô mang theo tệp đính kèm là bạn trai của mình lên show thì thôi, giờ còn được cho là đang đèo bòng thêm một nhân vật nữa. Và người được cư dân mạng nói tới chính là Emily, lý do vì trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, Lệ Quyên và Emily đều được xếp chung đội, mặc cho các chị đẹp khác đổi nhóm xoành xoạch. Không biết vô tình hay có sự sắp xếp, mà ba sân khấu biểu diễn liên tiếp, nhóm nào có Lệ Quyên là y như rằng có Emily. Hơn nữa, cứ có Lệ Quyên là kiểu gì team đó cũng giành chiến thắng. Điều này khiến nhiều người xem bất bình, cho rằng nữ hoàng phòng trà được ưu ái, còn Emily thì ăn theo sự may mắn này. Một số khác gay gắt hơn, cho rằng Emily không có tài năng nổi bật, nếu không nhờ hào quang của Lệ Quyên, có lẽ đã bị loại từ sớm. Cũng chính vì lý do này mà gần đây, người xem phần nào ác cảm hơn với Emily, đồng thời chê cực mạnh bộ đôi chúng mình có nhau của show Chị Đẹp. Nếu Lệ Quyên và Emily không được khán giả ưa thích, thì những cặp chúng mình có nhau trong loạt show trước đó lại có cảm tình của người xem hơn hẳn. Điển hình có thể kể đến Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng khi hai chị đại đồng loạt tái xuất trong The New Mentor. Vẻ ngoài xinh đẹp, sang chảnh, cực slay của Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà đã được cư dân mạng hết lời khen ngợi. Thêm vào đó, những màn tranh cãi nảy lửa như hợp lý của Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng đối với Hương Giang và Dược Sĩ Tiến đã làm người xem thỏa mãn. Màn kết hợp của hai người bạn thân khi thực hiện thử thách cũng cực ổn áp, khiến đàn em lép vế, qua đó cho thấy kinh nghiệm thực chiến của hai chị đại là không phải dạng vừa. Không chỉ trên show, Thanh Hằng và Hà Hồ còn gây chú ý trong mọi sự kiện mà bộ đôi cùng nhau tham gia. Những màn tương tác thân thiết, dễ thương làm các fan phải quấn quéo. Sau The New Mentor, Thanh Hằng làm đám cưới thì Hà Hồ đến chúc mừng, mà Hà Hồ có sự kiện lớn thì Thanh Hằng tới chung vui. Độ thân thiết của cả hai ngày càng tăng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Cũng trong The New Mentor, bộ đôi Lan Khuê, Hương Giang vì dòng đời xô đẩy mà va vào nhau. Tưởng hai người sẽ đấu đá, nhưng không. Từ trên show ra đến ngoài đời, Hương Giang đều cưng chiều Lan Khuê một cách tinh tế, bất chấp Lan Khuê né như né tả. Cả hai thân thiết khiến người hâm mộ thích thú. Fan couple tăng không ngừng và Hương Giang, Lan Khuê từ đó càng flex nhiều khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội. Cuối cùng, bộ đôi chúng mình có nhau được nhiều người hâm mộ ủng hộ, nhất là Kỳ Duyên và Minh Triệu. Tham gia The Face Việt Nam 2023, Kỳ Duyên, Minh Triệu cho thấy cả hai thân thiết và quý mến nhau cỡ nào. Không chỉ trên show, ngoài đời cả hai cũng mập mập mờ mờ chuyện hẹn hò, thậm chí fan phát hiện hai bên đã gặp gỡ gia đình của nhau và còn đi du lịch chung. Mặc dù chưa công khai, song ai cũng biết Kỳ Duyên và Minh Triệu là của nhau, fan cũng mong cặp đôi sẽ sớm có ngày thông báo tin vui.